bài về diện mạo chiến trường Ukraine sau hơn 11 tháng chiến đấu. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho đất nước, cả về số người thiệt mạng và sự tàn phá do xung đột gây ra. Sau hơn 11 tháng chiến đấu, chiến trường Ukraine là một lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự hủy diệt gây ra bởi một cuộc chiến không có dấu hiệu dừng lại. Chiến tuyến đã di chuyển vào và ra khỏi lãnh thổ Ukraine và liên tục thay đổi hình dạng. Nhiều thành phố dọc theo mặt trận đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc giao tranh đang diễn ra. Nhà cửa, các tòa nhà chung cư và các công trình khác đã bị phá hủy do pháo kích và các cuộc không kích và bỏ hoang khi dân thường chạy trốn đến nơi an toàn. Những gì còn lại là khung cảnh của những tòa nhà cháy thành than và toàn bộ khu dân cư bị hư hại không thể sửa chữa. Sự hủy diệt không kết thúc với sự hủy diệt vật chất của các thành phố. Phần lớn cơ sở hạ tầng của Ukraine như đường và cầu đã bị phá hủy. Cắt đứt nhiều khu vực nhận viện trợ hoặc hỗ trợ đường dây điện cũng đã được nhắm mục tiêu khiến cả hai bên của cuộc xung đột chỉ có quyền truy cập hạn chế vào điện chiến tranh cũng đã có tác động tiêu cực đến sức khỏe của những người bị ảnh hưởng bởi nó cả những người trực tiếp chiến đấu với nó và những người bị mắc kẹt ở giữa các bệnh viện trên khắp khu vực xung đột đã quá tải với số lượng ngày càng tăng của những người bị thương liên quan đến chiến trận nhân viên y tế đang cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ chăm sóc cơ bản nhưng với nguồn lực và nhân viên hạn chế họ không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả những người đang tìm kiếm sự trợ giúp. Không ai có thể quên cái giá phải trả về con người trong cuộc chiến này. Hơn 6.000 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu thường dân phải di tản. Khi xung đột kéo dài và tình hình ở Ukraine xấu đi, nhiều người sẽ buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự an toàn. Chiến trường Ukraine ngày nay là một lời nhắc nhở đau lòng về sự khủng khiếp của chiến tranh và tác động tàn phá của nó đối với một quốc gia và công dân của nó cách duy nhất để chấm dứt xung đột là thông qua một giải pháp chính trị và tất